Xin trân trọng giới thiệu tới bố mẹ bộ sưu tập float thủy liệu mùa hè cực chuẩn cho các bé. Duy nhất trong mùa hè này, ưu đãi lên tới 30% dịch vụ float thủy liệu cho bé từ 2 tháng tuổi chỉ có tại Bảo Hà Spa. Trong album là muôn vàn kiểu dáng, vui vẻ có, thân thái có, social leap có, bơi ngửa có, múa ballet cũng có luôn. Float thủy liệu được xem là một hoạt động giải nhiệt siêu hiệu quả dành cho các bé từ 2 tháng tuổi. Đặc biệt khi cho bé float tại Bảo Hà, bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Mỗi bé sẽ được tắm riêng một bể, tránh viêm nhiễm hay lây lan các bệnh về da giữa các bé với nhau. Bé sẽ được massage toàn thân, đặc biệt các động tác làm ấm cơ thể trước khi bơi. Bé được học phương pháp Sensuni nhận biết bóng sắc màu, phương hướng, học thẻ flashcard giúp phát triển khả năng thích ứng nhanh và ghi nhớ sau này. Bé được nghe hát để phát triển kỹ năng giao tiếp, tình cảm xã hội. Hệ thống điều hòa hai chiều giúp duy trì nhiệt độ phòng luôn ấm áp, dễ chịu. Nhiệt độ nước trong bể bơi từ 35 đến 37 độ C phù hợp với thân nhiệt của bé. Thoa dầu tràm giữ ấm cơ thể cho bé sau mỗi buổi vận động dưới nước. Được chăm sóc, quan tâm toàn diện bằng sự chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên viên. Để bé yêu luôn được khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, hãy đăng ký trải nghiệm trực tiếp dịch vụ bơi thủy liệu tại Bảo Hà Spa theo hotline 0972 120 818 hoặc 0976 540 568.